IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Oh my god. Woo! Eric, Eric. Cặp này mà yêu nhau là được đấy. Đang trong từng ngày nhìn em đổi thay, anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nên nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình chia hết cho nhau thật vậy sao? Sao nước mắt anh rơi, hỏi em ơi tại sao? Không chừng nha, là fan của Eric trà trộn như thế luôn. Khi mà nhìn cái khẩu hình miệng mà em nghĩ là bạn này hát khá là hay, và đúng như cái nhận định của anh Trấn Thành là có thể là cái kiểu hát giống Eric. Bạn cầm cái đũa bạn ngoáy nhưng mà bạn ấy rất là đúng nhịp. Em nghĩ là bạn ấy hai à? Một người nên nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình chia hết cho nhau thật vậy sao? Sao nước mắt anh rơi, hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh không hiểu, vì yêu mà anh không hiểu, vì yêu mà anh không hiểu. Dù em có là gì, em chẳng có gì vui. Em
chẳng có gì vẫn yêu. Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi. Thôi để em lại, anh sẽ không phiền làm em. Em muốn hôn nhau luôn không? Thích họ quá. Sinh ra là để cho nhau. Đẹp đôi ơi là đẹp đôi luôn. Đây có thể xem như là một cái màn song ca đẹp nhất Phu trong ơi. Chương trình Dòng Mãi Dòng Mai của chúng ta mùa này. Phù Thị ơi, Phù Thị ơi, Phù Thị có thể biến Eric thành của em được không? Nhạc hợp lý nhất. Tan 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 tan. Sao hay dữ vậy ta? Hai đứa đẹp đẽ long lanh. Trời ơi, đám cưới đi. Bây giờ em nói cho mọi người biết đi, em là em từ hành tinh nào tới? Anniversary. Lần đầu tiên thì cho sao em gửi lời chào tới hai đội chơi và chào tất cả mọi người khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Không chào anh này nghĩa luôn. Quên, trời chào, ơi. Em chào anh này nghĩa. Hai mà anh. Dạ, em tên là An Duy ạ. Và An Duy. Vâng, em tới từ Hà Nội và hiện tại thì em đang làm ca sĩ tự do. Hà Nội hay trong này em? Em mới chuyển vô trong Sài Gòn. Hồ Chí Minh. Dạ. Eric, em thấy thế nào khi em song ca cùng bạn ấy? Đỏ mặt kìa. Không, em có đỏ đâu. Thật ra hôm nay em rất là vui bởi vì cuối cùng thì cũng tìm được cả em và cả anh Đức Phúc đều tìm được người hát chung hợp. Hát hay. Đây, hỏi An Duy. Hồi nãy lúc em đứng bên kia em có trộm nhìn Eric không? Có vài lần. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà bao nhiêu con người mà chỉ dòm mình Eric không nhìn em một lần nào cả. Từ nãy giờ mình chưa nghe nhân vật chính nói. Em phải nói một cái gì đó để người ta cảm thấy là ờ có cơ hội làm bạn. Không, thật ra là anh Duy thì lại là bạn tiếp, lại là bạn đã bạn cũ, bạn cũ. Thật là không quen nhưng mà em lại là người hay xem những cái clip ở trên mạng. Tức là xem bạn cũng này cũng rồi. Cũng có nhận ra, cũng có nhận ra nhưng mà thế mà là... lúc nãy còn giả vờ đoán dở với cả đoán hay. Nói ngay từ đầu là hay rồi mà. Thôi được rồi, đừng có làm khó hai bạn ấy nữa. Những cái chuyện hậu trường để bạn ấy tự giải quyết. Không sao, chuyện hậu trường để kênh 14 giải quyết. Lớn cả rồi ha. Cảm ơn em Duy đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã có một tiết mục thật hay và thật đẹp cùng với Eric. Còn bây giờ, tất cả anh em chúng ta hãy cùng lên chào khán giả nha. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.